kết thúc giai đoạn vòng bảng thì bọn mình cảm thấy không quá bất ngờ khi giành tấm vé đi tiếp. Điều làm mình ấn tượng nhất đó là các đội đã thi đấu rất hết mình để tạo nên một bảng tử thần đúng nghĩa. Vì đây là bảng đấu có đến 3 đội vô địch. Với sự khốc liệt đó thì đội tuyển nào cũng có thể là nạn nhân. Ví dụ như nhà vô địch của GCS là One Team. Chỉ những đội đủ kinh nghiệm và bản lĩnh mới có thể đi tiếp. Sau khi vòng bảng kết thúc thì mình cảm thấy không hài lòng vì cơ hội đi tiếp là rất lớn nhưng lại để thua những trận đấu không đáng có và phải đặt mình vào những thế nguy hiểm. Nhưng cuối cùng may mắn vẫn mỉm cười với bọn mình và cho bọn mình tấm vé đi tiếp. Đây sẽ là bài học lớn cho team mình ở những vòng sau. Lý giải về sự thay đổi đội hình thì một phần bọn mình cần sự thay đổi để tích lũy điểm để đi tiếp, một phần để chuẩn bị cho đường dài để đến với EPL 7 có thể thay đổi chiến thuật hiệu quả hơn. Xeolin cũng không được chơi luôn trong khi Băng bắn thoải mái ở tuyến sau. Alcas thì quá yếu để có thể làm được gì và đây sẽ là chiến thắng trong ván thi đấu này dành cho Sài Gòn Phantom 1-0. Đã có một giai đoạn bọn mình thi đấu không đúng với phong độ, một phần vì Boha thiếu luôn có bất ngờ, các đội khác có thể dùng đi dùng lại một bài mà họ thi đấu tốt nhất để giành chiến thắng. Thực ra mục tiêu ban đầu đặt ra chỉ là đủ điểm để đi tiếp vào tứ kết chứ không quá muốn lấy ngôi đầu bảng. Nên ít nhất thì bọn mình cũng hoàn thành mục tiêu. Vì ở giai đoạn vòng bảng bọn mình đã gặp nhiều khó khăn, vượt qua giai đoạn đó thì giờ bọn mình đã có vòng tứ kết khá là dễ thở. Một số đội có thể gây bất ngờ vòng bảng nhưng khi thi đấu với thể thức BO7 cấp trợ quốc tế thì chưa chắc đã mạnh. Ví dụ như Baza, Metim và Flagwood. Các đội đáng ngờ ở BO7 phải kể đến như là Burian, HK và Talon. Đây đều là những đối thủ mạnh nếu gặp phải ở vòng trong. Tất cả các đối thủ ở bảng B đều đáng gờm, nên cho dù đối thủ là Buriram hay đội tuyển nào thì quan trọng nhất vẫn là mình phải chuẩn bị thật tốt. Ở BO7 thì Buriram đang được đánh giá rất cao, nhưng không vì thế mà mình bi quan. Chết hụt thì sống dai, đã bước qua được vòng bảng thì không có lý do gì lại không hết mình ở vòng đấu này, dù đối thủ là ai. Khi phải gặp Metim ở ngay tứ kết thì bọn mình cũng rất vui, vì ở giải EPL lần này có hai đội muốn đối đầu với bọn mình là Buriram và Metim. Nhưng Buriram muốn gặp bọn mình ở chung kết nên sẽ giải quyết duyên nợ với Metim trước. Vì họ đã không còn bộ ba Benny, Win và Star nên bể tướng cũng như kinh nghiệm thi đấu của họ đã không được như trước. Mình cảm thấy Metim không mạnh bằng so với hồi chung kết RUC tại cung Kịch Sơn nên đang rất tự tin cho chiến thắng sắp tới. Đây mới là thời điểm để team Flash phô diễn toàn bộ sức mạnh để hướng tới chức vô địch.